Sở hữu một căn nhà với không gian xanh gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn thông minh, đầy đủ tiện ích cho cuộc sống hiện đại, giao thông thuận tiện đang trở thành những tiêu chí hàng đầu mà người mua nhà hướng đến. Theo thống kê, hiện đang có hiện tượng sốt nóng từ các dự án xanh ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khi ngày càng nhiều người mua nhà ưu tiên chọn những dự án này. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, diện tích đất ở thành phố Hồ Chí Minh dần thu hẹp. Để sở hữu được ngôi nhà vườn ở trung tâm là điều không thể với người dân. Nhưng với kết nối hạ tầng giao thông ở các khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn, việc sở hữu một ngôi nhà, không gian sống xanh ở vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều người mua nhà ưu tiên chọn những nơi có không gian xanh, công viên, sông hồ, thân thiện với tự nhiên môi trường. Hơn một năm qua, để chuẩn bị cho tuổi hưu của mình, anh Nguyễn Viết Hòa ở quận Bình Thạnh đã tìm hiểu nhiều dự án đất nền xa trung tâm thành phố để có một không gian sống tốt sau nhiều năm làm việc. Sau khi tham quan và trải nghiệm nhiều dự án, cuối cùng anh đã chọn khu đô thị sinh thái Aqua City của tập đoàn Novaland ở Long Hưng, Biên Hòa để làm nơi an cư. Dự án này, theo anh Hòa, đã thỏa mãn yêu cầu không chỉ của anh mà cả gia đình đều muốn về đây sinh sống. Tôi sợ vậy tôi chọn cái dự án này là vì lý do thứ nhất á, là tôi cũng thích một cái biệt thự. Thứ hai là tôi thấy cái dự án này nó gần sông. Mà hiện nay á, ông bà mình nói mà nhất cần gian, nhì cần thì. Thành ra đây là một dự án cần gian này tôi cũng rất thích. Sau này tôi cũng lớn tuổi thì gia đình mà về đó ở, cái không khí mà bên sông thì bao giờ cũng tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng đây là một dự án mà gọi là sinh thái. Khu đô thị sinh thái thì tôi tin tưởng là nó sẽ rất đẹp. Cũng như anh Hòa, nhiều người mua nhà chọn khu đô thị sinh thái vì môi trường sống trong lành, được bao bọc bởi hệ thống các sông lớn, tốt cho sức khỏe của người dân. Theo nghiên cứu của các chuyên gia y học, môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Sống trong môi trường ô nhiễm khói bụi lẫn tiếng ồn là nguyên nhân gây nhiều bệnh. Việc cải thiện ngôi nhà của mình và môi trường sống bằng cách di chuyển ra ngoài ô, sống trong không gian sạch và xanh được quy hoạch đồng bộ. Giao thông thuận lợi là sự lựa chọn không ít của cư dân đô thị trong thời gian qua. Thật sự là gia đình tôi, xã tôi và tôi chọn cái dự án Aqua City đó mà lựa chọn và chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ rồi. Bởi vì tôi thấy ở đây á, không gian thì rất là dễ chịu, hòa nhã, mà đối với những người làm công chức hay là làm kinh doanh như gia đình tôi á, thì sau những cái thời gian mà làm việc á, vất vả, chúng tôi muốn quay trở về bên gia đình á, nơi có rất là nhiều tiện ích thì con cái tôi có thể sinh hoạt ở đây. Và bên cạnh đó, ngoài cái sự sinh hoạt thì chúng ta phải có sự đảm bảo về sức khỏe cũng như là về bên giao thông. Thì chúng tôi thấy ở đây một cái môi trường thật sự đó, môi trường là tiện ích cho tất cả những cái học sinh sau khi những cái áp lực học tập để về đó có thể vui chơi và trước mắt chúng tôi có thể nhìn thấy được. Dự án khu đô thị sinh thái tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, ngay trên trục đường lớn Hương Lộ 2 kết nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Aqua City nằm trong bán kính chỉ 5 km đến sân golf Long Thành và Thủ Đức, 7 km đến khu du lịch quốc tế Sơn Tiên và dự kiến sau khi đường Hương Lộ 2 hoàn thành thì từ dự án về thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe ô tô. Theo nhiều chuyên gia, việc hình thành các khu đô thị nằm ngoài ô, các thành phố lớn thu hút cư dân về đây sinh sống là giải pháp hiệu quả cho việc cải thiện không gian đô thị theo hướng phát triển bền vững, giải quyết nhiều bất cập hiện nay của những đô thị đang quá tải như thành phố Hồ Chí Minh.